dịp lễ lý thùy trang khoe món quà đặc biệt từ chồng cô háo hức muốn đè người tặng ra bắt xây cho nhanh để tháng sau có luôn căn biệt thự nằm bình yên giữa rừng viêu biển và ba mặt kính đón sáng cô cho biết đây là chốn nghỉ dưỡng lý tưởng cũng dùng để tiếp đón những vị khách đặc biệt của hai vợ chồng bản phối căn villa ở vũng tàu bản phối công trình toát lên vẻ sang trọng đậm phong cách kiến trúc nghỉ dưỡng châu âu Chi bảo bố trí bể bơi vô cực và không gian mở để mang thiên nhiên vào tận trong nhà. Nơi này, đẹp nhất là lúc hoàng hôn khi có thể ngồi tại phòng khách ngắm trọn cảnh mặt trời lặn trên biển Vũng Tàu. Dự kiến villa sẽ hoàn thành sau một năm nữa. Vợ chồng Lý Thùy Trang và Chi Bảo ăn ý trong công việc. Bên cạnh biệt thự này, họ có dì rọt rộng 80 hectare tại bãi Ông Đụng, Côn Đảo. Dì rọt được xây dựng theo tiêu chuẩn năm sao, được Lý Thùy Trang ví như thiên đường vì nước biển trong vắt, thiên nhiên hang sơ, lãng mạn. Chi Bảo dự kiến sẽ khai trương 60 căn villa đầu tiên tại dì rọt này vào năm 2021 để đón bạn bè, khách du lịch lên tham quan. Lý Thùy Trang góp nhiều công sức trong quá trình khảo sát, lên ý tưởng và từng bước thực hiện công trình này. Cô luôn ủng hộ, tiếp sức và sắp xếp công việc để đồng hành cùng chồng. Chi Bảo và Lý Thùy Trang hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn hôm 10 tháng 3 trước đó, họ trải qua ba năm yêu đương mật ngọt. Diễn viên đồng tiền xương máu lần đầu công khai chuyện tình cảm với nữ doanh nhân kém 16 tuổi hồi tháng 10 năm 2019. Sau đó, cả hai dính như Sam, tại hầu hết sự kiện. Trong một bài phỏng vấn, Chi Bảo nói muốn kết hôn cùng bạn gái và mơ ước về cuộc sống gia đình có những đứa trẻ. Lý Thùy Trang là người phụ nữ đầu tiên anh giới thiệu với khán giả sau 8 năm ly hôn, cũng là người đầu tiên anh tuyên bố muốn cưới làm vợ chi bảo và lý thùy trang sau khi đăng ký kết hôn lý thùy trang hé lộ kế hoạch lên xe hoa với chi bảo lúc dịch bệnh lắng xuống cô nói hiện cả hai đang trong giai đoạn màu hồng và tin rằng sau khi cưới nhau mọi thứ vẫn vậy trong mắt cô chồng sắp cưới là người khéo léo giỏi thu xếp việc gia đình và có thể hỗ trợ bạn đời mọi thứ nữ doanh nhân không cảm thấy căng thẳng hay lo lắng bất cứ điều gì trước bước ngoặt lớn trong cuộc đời lam trà